Lĩnh vực làm đẹp luôn thay đổi từng ngày, việc cập nhật những xu hướng mới nhất nhằm phù hợp hơn với nhịp sống hiện đại là điều tất yếu. Chính vì điều đó mà các nhãn hàng dược mỹ phẩm, dù có thương hiệu trên 20-30 năm, cũng không ngừng làm mới mình để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Hiện nay, các sản phẩm làm đẹp cũng dần chuyển mình, thay đổi và tích hợp thêm các chức năng nhằm phù hợp với quỹ thời gian làm đẹp ít ỏi của chị em. Được biết đến là đơn vị dược mỹ phẩm uy tín. Tính đến nay, thương hiệu Squidline đã xuất hiện được 35 năm trên thế giới và đánh dấu cột mốc 20 năm thương hiệu có mặt tại Việt Nam. Nhân sự kiện này, công ty trách nhiệm hữu hạn Song Thảo, đơn vị nhập khẩu và phân phối độc quyền Squidline tại Việt Nam, đã tổ chức hội thảo xoay quanh với các nội dung như cập nhật xu hướng thời đại mới 5.0 trong lĩnh vực kinh doanh ngành làm đẹp, ứng dụng công nghệ trị liệu trẻ hóa và tái sinh tế bào toàn phần từ làn da đến vóc dáng, ra mắt bộ sản phẩm mới dành riêng cho body của thương hiệu Squidline, đào tạo chuyên sâu các liệu trình trị liệu độc quyền duy nhất chỉ có tại Squidline, tiên phong với công nghệ làm đẹp sinh học dẫn đầu xu hướng thời đại mới. Cùng các cuộc trao đổi trình bày của các khách mời, chuyên gia trong lĩnh vực làm đẹp như báo cáo chuyên đề khám phá tiềm năng của chất liệu sinh học ứng dụng trên nền tảng tế bào, phương pháp đột phá mới từ sửa chữa làn da đến kỹ thuật tái tạo mô, khai mở tiềm năng tự phục hồi của làn da, khám phá sức mạnh hồi sinh, sắc đẹp toàn diện và ứng dụng công nghệ trẻ hóa tế bào gốc nội sinh giúp quay ngược thời gian, đảo chiều lão hóa từ khuôn mặt đến vóc dáng. Theo xu hướng mới của ngành công nghiệp trẻ hóa da hiện tại thì người ta sẽ không dựa trên những cái dấu hiệu biểu hiện ra bên ngoài nữa, mà người ta sẽ quay vào bên trong cũng như là giải pháp để giải quyết những nguy cơ tiềm ẩn và cung cấp nguồn năng lượng thiết yếu cho tế bào. Đó là chính là xu hướng trong tương lai. Chính phủ đã làm trong ngành chăm sóc da được hơn 10 năm và thương hiệu dược mỹ phẩm Squidline đã đồng hành với mình từ khi mình bắt đầu khởi nghiệp. Cho đến nay thì mình vẫn tin tưởng sử dụng Squidline cho cái chế độ chăm sóc da hàng ngày của mình và ứng dụng trong các liệu trình chăm sóc điều trị da cho khách hàng tại spa. Squidline vốn rất thành công với các dòng sản phẩm trẻ hóa công nghệ sinh học, ứng dụng liệu pháp hormone. Giờ đây, trong năm 2023, đã ra mắt thêm dòng sản phẩm cho body Squidline, hứa hẹn sẽ lan tỏa thông điệp trẻ hóa toàn diện, từ làn da đến vóc dáng cho toàn thể phụ nữ trên thế giới.